Chào các bạn, ở trên tay mình hiện giờ đang là chiếc loa di động của Logitech. Đây là chiếc loa mang số hiệu là X100. Nó sử dụng công nghệ âm thanh không dây. Không dây ở đây có logo Bluetooth. Thiết kế của chiếc loa nhìn khá là gọn và nó mang thiết kế tròn tương tự như một số sản phẩm có trên thị trường như là JBL Micro hay JBL Clip. Ở đây một số thông tin cơ bản về sản phẩm: chúng ta có kết nối Bluetooth, khả năng nhận cuộc gọi với khoảng cách khoảng 10m theo công nghệ Bluetooth, và pin tích hợp ở bên trong có thể phát nhạc trong vòng 5 tiếng. Một số cái thông tin về sản phẩm các bạn có thể thấy ở dưới đây. Kết nối nhanh, không biết nó có MC hay không. Ta mở chiếc loa này ra. Chiếc loa này thiết kế khá là phong cách. Cái kiểu đóng gói hộp có một cái sợi dây dù để mà cửa hàng có thể móc trên sản phẩm để trưng cho khách. Nhưng mà mở ra bên trong này, cái dây này chỉ là dây trang trí thôi, không phải là cái dây của cái loa. Cũng vui. Đây mình sẽ mở chiếc loa ra. Chiếc hộp được đóng gói rất là đơn giản. Và cái sợi dây này thì các bạn thấy nó có thể thiết kế rời. Ở đây mình đã trên tay chiếc loa Logitech X100. Các bạn có thể thấy nó có thiết kế rất là gọn. Thiết kế chúng ta có thể đặt vừa lòng bàn tay. Theo mình nghĩ thì nó sẽ tương đương với một số dòng loa của JBL như là Flip hay là Micro. Cấu tạo của chiếc loa này bao gồm một cái màn loa kim loại có trang trí những cái họa tiết hình tam giác nhỏ li ti, trong khi bộ khung bên ngoài là được bằng làm bằng cao su. Thật tiếc là những cái cổng kết nối như bạn thấy trên video là 3.5 và micro USB thì nó lại không có được bảo vệ. Như vậy thì chiếc loa này không phải là một chiếc loa chống nước. Ở bên hông các bạn có thể thấy những cái nút công tắc, ví dụ như phím nguồn được làm chìm, trong khi đó ba cái phím điều chỉnh âm lượng, phím Bluetooth thì lại có một viền màu cam nổi bật hơn so với cái nền màu xanh dương đậm. Ở đây mình sẽ khởi động chiếc loa này lên. Nó sẽ báo một tiếng âm thanh kêu để bạn có thể biết, và chúng ta bấm nút Bluetooth để kết nối. Và khi mà đèn báo Bluetooth nó hiện ra nhấp nháy như vậy là thiết bị đang ở trong trạng thái sẵn sàng kết nối. Và ở đây mình đã tìm ra chiếc loa Logitech X100 và mình nhấp vào để cho điện thoại kết nối với chiếc loa. Rất là nhanh chóng và bạn có thể ngay lập tức phát nhạc. Về cơ bản thì Logitech X100 có thiết kế khá là đơn giản. Chúng ta có một cái cụ loa hướng về phía trước mặt của người nghe và không có theo dạng 360 độ như một số cái dòng loa khác. Ở đây chúng ta có kèm thêm một cái sợi dây để bạn có thể cột vào bên hông ba lô hoặc là cột ở đâu đó mình thích. Nhìn khá là vui nhộn, rất là phong cách. Như mình đã nói thì mặc dù có một cái thiết kế vỏ cao su khá là chắc, nhưng mà chúng ta có những cái cổng kết nối không có được che đậy, như vậy là chiếc loa này sẽ không có hỗ trợ chống nước. Và nếu mà bạn muốn tìm ra một cái chiếc loa mà chúng ta có thể đi làm hàng ngày hoặc là di chuyển trong những chuyến dã ngoại thì Logitech X100 sẽ là một cái lựa chọn có thể cân nhắc được. Âm lượng cũng khá là lớn và chất âm thì cũng khá là tốt. Kết nối bằng Bluetooth, thật tiếc là không có NFC mà có thể phát nhạc trong vòng 5 tiếng. Xin cảm ơn.